không có đủ tiền để mua một con router có cộng USB thì thôi, đánh mua lại không có vậy. Archer X53 của TP-Link có Wi-Fi 6, công nghệ One Mesh, bảo vệ bởi WPA và Home Shield. Một cục router rất đẹp đẽ và hiện đại, một cục nguồn cũng khá nhỏ bé và một dây LAN. Em router này là điểm nằm giữa giữa X23 và X55 anh em ạ. Tức là sẽ có thiết kế của X23 nhưng mình đỡ đa số những tính năng cao cấp của X55. Em này sẽ có một cái vẻ ngoài rất là hiện đại và vô cùng là văn phòng. Những cái đường nét và những cái khứa cạnh này để giúp cho cái router này có thể thông khí và mát mẻ hơn rất là nhiều. Và đằng sau này chúng ta sẽ có một cổng nguồn, một cổng một nút tắt bật, 4 cổng LAN gigabit, một cổng WAN gigabit và nút reset cộng với cả nút Wi-Fi hoặc WPS anh em ạ. Đó thì em này sẽ có những công nghệ gì rất là ok luôn. Với 4 dâu này sẽ có 2 băng tần, tức là băng tần kép này nhá, 2.4 và 5.0 lên tới là 2402 Mbps, rất là cao cấp. Công nghệ thêm nữa, công nghệ One Mesh để giúp anh em mở rộng sóng Wi-Fi rất là dễ dàng mà không hề bị ngắt quãng. Sẽ có cả 2 chế độ là router hoặc là điểm truy cập. Ngoài ra anh em có thể dễ dàng quản trị thông qua phần mềm Tether hoặc là website em nhá. Thế nên là em này cực kỳ là ok cho một căn nhà to luôn. Anh em mua ngay nha.